Cuộc sống viên mãn của Công Phượng, đam mê tốc độ, mở công ty riêng và tổ ấm trong mơ. Từ một cậu bé ở làng quê nghèo tại Nghệ An, Công Phượng đã không ngừng vươn lên và trở thành một trong những ngôi sao tài năng giàu có bậc nhất làng bóng đá Việt Nam hiện tại. Nguyễn Công Phượng là một trong những sản phẩm ưu tú nhất của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng trước khi đến với Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG và ngày càng tỏa sáng rực rỡ, tiền đạo sinh năm 1995 thậm chí từng phải nhận cái lắc đầu của Trung tâm Đào tạo Trẻ Sông Lam Nghệ An với lý do thiếu cân. Chuyện là Công Phượng đã bị Sông Lam Nghệ An từ chối chỉ sau một tháng từ quê nhà Đô Lương xuống Vinh thử việc. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Công Bảy, bố của Công Phượng, con trai ông chỉ đạt 25,4 cân ở thời điểm đó, trong khi Sông Lam Nghệ An chỉ tuyển những cầu thủ nhí trên 30kg. Và câu chuyện sau đó là lịch sử. Công Phượng thi đậu vào lò Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG rồi trải qua 7 năm rèn rũa tại đây. Năm 2010, Công Phượng và Tuấn Anh được đưa sang Mali tập huấn cùng các cầu thủ nổi bật khác thuộc hệ thống GMG toàn cầu. Hai năm sau, cầu thủ sinh năm 1995 có cơ hội đến với nước Anh để tập luyện cùng đội U17 Arsenal, cùng với Tuấn Anh, Xuân Trường và Đông Triều. Công Phượng được các cổ động viên nhắc đến nhiều hơn khi anh thi đấu trong màu áo U19 Việt Nam. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tiền đạo này có lẽ là pha độc diễn trước vòng vây các cầu thủ U19 Australia rồi ghi bàn cho đội nhà ở giải U19 Đông Nam Á 2014. Từ đó, anh được nhiều người hâm mộ yêu quý và đặt cho biệt danh Messi Việt Nam. Trong giải đấu U23 châu Á 2018 lịch sử, nơi mà U23 Việt Nam bất ngờ lọt vào tận trận chung kết, Công Phượng là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất bên cạnh Quang Hải. Anh chính là người mở tỷ số trong trận tứ kết gặp U23 Iraq và là người đem về quả đá phạt giúp Hải Con lập siêu phẩm cầu vồng tuyết trong trận chung kết với Uzbekistan. Tại AFF Cup 2018, Công Phượng ghi 3 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam, trong đó có bàn thắng vào lưới Philippines ở bán kết, góp công giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lên ngôi vô địch. Đến Asian Cup 2019, cầu thủ sinh năm 1995 tiếp tục chơi ấn tượng với 2 bàn thắng. Ở cấp độ câu lạc bộ, Công Phượng hiện tại vẫn thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai. Thế nhưng, anh đã có nhiều dịp xuất ngoại để thử sức bản thân ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá. Công Phượng cũng có một thời gian ngắn thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh rồi trở về Hoàng Anh Gia Lai. Có thể nói, Phượng chính là một trong những cầu thủ thành công nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Với năng lực của mình, anh cũng nhận được mức lương tương xứng. Trong thời gian thi đấu tại Bỉ, Công Phượng được cho là kiếm về khoảng 20.000 euro một tháng. Khi được Thành phố Hồ Chí Minh mượn, nhiều nguồn tin nói rằng cầu thủ này nhận được khoảng 120 triệu đồng một tháng. Lương của Công Phượng ở Hoàng Anh Gia Lai không được tiết lộ, nhưng có thể rơi vào khoảng 40 triệu đồng một tháng. Ngoại trừ thu nhập đến từ chuyên môn chính là bóng đá, Công Phượng hiện tại còn tự do kinh doanh cũng như làm đại sứ quảng cáo cho nhiều thương hiệu. Năm 2017, Công Phượng mở ra quán cà phê CP10 ở Gia Lai. Một năm sau đó, anh mở chi nhánh 2 ở Hà Nội. Sau đó, anh lại tham gia vào kinh doanh quán cà phê Ông Bầu, nhượng quyền từ chuỗi thương hiệu của Bầu Đức. Công Phượng đã thành lập công ty mang tên Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tiếp thị thể thao PM vào tháng 7 năm 2019 mà anh đứng tên là người đại diện theo pháp luật. Công ty này chuyên hoạt động trong mảng quảng cáo và hoạt động thể thao. Cầu thủ sinh năm 1995 còn là gương mặt quảng cáo cho rất nhiều thương hiệu, có thể kể đến như Acer, Clement, Venesto, Đăng Quang Watch, Pocari Sweat. Được biết, hiện tại vợ chồng Công Phượng, Viên Minh đang sở hữu một căn hộ hạng sang tại Landmark 81, Thành phố Hồ Chí Minh, có giá không dưới chục tỷ đồng. Công Phượng cũng đã rời nơi ở tập trung của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là trung tâm Hàm Rồng để ra ở riêng sau khi lập gia đình. Anh đã mua một căn chung cư ngay giữa trung tâm thành phố Pleiku. Là một cậu con trai hiếu thảo, Phượng cũng đã gửi tiền về để hỗ trợ xây dựng lại căn nhà cho bố mẹ ở quê, Nghệ An. Trước đó, ngôi nhà cũ của gia đình Công Phượng đã có tuổi đời 30 năm và trở nên cũ kỹ. Tuy nhiên, hiện tại nó đã rộng rãi và khang trang hơn rất nhiều. Công Phượng là một người có niềm đam mê với mô tô.
Vì thế, hiện tại anh đang sở hữu chiếc Ducati Hypermotard 939 SP có giá lên tới 500 triệu đồng. Tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai thường xuyên nâng cấp cho chiếc xe yêu thích của mình. Gần nhất, anh tậu cặp pô mới khoảng 30 triệu. Trên chiếc Ducati còn có chữ PM tượng trưng cho Phượng và Minh là tên của hai vợ chồng. Công Phượng cũng từng khiến nhiều người choáng váng với độ chịu chơi khi tự tay lái chiếc siêu xe Mercedes Maybach S450 giá 7,4 tỷ đồng để đón cô dâu Viên Minh từ Vinh về quê nhà Đô Lương trong dịp đám cưới của chính mình. Về phong cách ăn mặc, Công Phượng thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài giản dị cùng với những chiếc áo phông đơn giản. Thế nhưng, đi kèm với đó là những phụ kiện vô cùng đắt đỏ. Dịp Công Phượng xuất hiện ở sân bay để tới Phú Quốc tổ chức đám cưới của mình, anh bị bắt gặp đang đeo trên tay chiếc đồng hồ Tag Heuer Monaco, phiên bản đặc biệt có giá hơn 150 triệu đồng. Chiếc ba lô MCM Stuck Munich Lion Campo Green mà tiền đạo đội tuyển Việt Nam khoác sau lưng cũng có giá lên đến hơn 20 triệu đồng. Ngoài ra, anh cũng đội chiếc mũ đến từ nhà Gucci với giá khoảng trên 12 triệu đồng. Công Phượng cũng không hề tiếc tiền để mua những bộ trang sức đắt tiền cho người vợ của mình. Theo tiết lộ, anh đã mua một cặp nhẫn, vòng đeo tay đôi có tổng giá trị lên tới 412 triệu đồng để sử dụng trong đám hỏi. Đây là những sản phẩm nằm trong bộ sưu tập Love của thương hiệu Cartier. Ngoài cặp nhẫn trơn có giá 100 triệu đồng một đôi, thì anh còn mạnh dạn mua hai chiếc vòng tay có giá là 156 triệu đồng một chiếc. Tháng 6 năm 2020, Công Phượng bất ngờ làm lễ ăn hỏi với Tô Ngọc Viên Minh. Năm tháng sau, cả hai tổ chức đám cưới ở ba địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Phú Quốc. Về Viên Minh, cô nàng xinh đẹp này từng học ngành quản trị kinh doanh ở Đại học Remit, sau đó du học tại Bỉ và tốt nghiệp loại xuất sắc. Bản thân Viên Minh là người sinh ra trong một gia đình có điều kiện, gia thế thuộc hàng khủng. Bố của cô là ông Tô Duy Lâm, nguyên là giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 3 năm 2021. Là một tiểu thư nhà giàu nhưng Viên Minh lại giản dị, không cầu kỳ và rất được lòng bố mẹ, bạn bè của Công Phượng. Trở lại với đám cưới của Công Phượng và Viên Minh, đám cưới đầu tiên được tổ chức tại trung tâm tiệc cưới nổi tiếng đắt đỏ Game Center ở Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 11 năm 2020. Sự kiện này diễn ra vô cùng riêng tư với những thông tin rất nhỏ giọt. Ngoài gia đình hai bên, đám cưới còn có sự xuất hiện của những nhân vật đặc biệt như huấn luyện viên Park Hang-seo hay một vài người đồng đội thân thiết của Phượng ở đội tuyển Việt Nam. Hai ngày sau, cặp đôi tiếp tục tổ chức lễ cưới ở Phú Quốc. Theo tìm hiểu, địa điểm tổ chức thuộc một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 6 sao. Đây cũng là dịp Công Phượng chiêu đãi nhiều người đồng đội, đồng nghiệp hơn so với bữa tiệc ở Thành phố Hồ Chí Minh, vốn được tổ chức bởi nhà gái. Cuối cùng, cả hai làm đám cưới lần thứ 3 ở quê của Công Phượng là Nghệ An. Rất đông người thân, bạn bè, hàng xóm đã tới chia vui. Lễ cưới của Công Phượng được gia đình chuẩn bị hơn 100 mâm cỗ để mời khách. Hiện tại Công Phượng và Viên Minh đã có cậu con trai đầu lòng. Em bé này sinh ngày 18 tháng 8 năm 2021, có biệt danh là Mito. Tuy nhiên, gia đình Công Phượng không công khai hình ảnh của bé với truyền thông.